Ok, hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì video ngày hôm nay mình rất vui khi mình quay lại và ngồi nói chuyện với các bạn trong video ngày hôm nay. Thì video ngày hôm nay thì mình sẽ nói lại một số. Thì mình thời gian vừa rồi thì mình khá là bận với công việc hiện tại của mình, nên là mình không có thời gian sắp xếp. Hai là mình tập trung cho một vài cái trong những lĩnh vực khác, cho vậy là mình đã không quay những cái video mà bằng màn hình như thế này. Đó thì là một số lý do mà mình không ra được những video trong khoảng 2 tháng vừa qua. Đó thì ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại với cái chủ đề là mình sẽ show cho bạn xem là trong thời gian vừa rồi thì toàn bộ những kênh của mình đã kiếm được doanh thu và mình đã bật kiếm tiền như thế nào, mình đã kiếm được bao nhiêu tiền từ cái YouTube này. Thì hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng xem. Đó thì để mà các bạn có được cái tiêu chí mà bật kiếm tiền trên YouTube thì các bạn sẽ vào cái trang web là studio.youtube.com này. Các bạn sẽ và cái tab kiếm tiền ở đây. Thì ở đây mình đã bật rồi, nhưng nếu bạn nào mới chưa bật thì màn hình của bạn sẽ hiện ra cái điều kiện là 4.000 giờ và 4.000 giờ và 1.000 người đăng ký ở đây. Thì nhất là các bạn sẽ phải đạt được điều kiện 4.000 giờ người xem và 1.000 người đăng ký. Thì đối với những kênh nào có nội dung hay thì những cái điều kiện này thì sẽ bật lên rất là nhanh. Thậm chí là chỉ một hoặc là hai video là họ có thể bật kiếm tiền rất là nhanh rồi. Và thực ra trên mạng cũng có rất nhiều cái dịch vụ như dịch vụ là đăng ký thuê hoặc là chạy thuê những cái supply hoặc những cái giờ xem này để các bạn có thể bật được. Quay lại với kênh này thì kênh này của mình chủ yếu là dựa trên một số cái thành phần là hướng dẫn các bạn mua phẩm trên một cái phần mềm nhất định, vì vậy là cái tỷ lệ người xem rất là ít, do vậy và số người đăng ký cũng rất là ít theo, do vậy là cái quá trình mình đạt được 4.000 giờ và 1.000 supply thì cũng rất là lâu mới đạt được. Đó thì như ở đây các bạn có thể xem là cái thống kê video của mình từ hồi năm 2020 mình bắt đầu ra một cái video đầu tiên là cái video này, thì đến ngày mai thì đã đạt được là 36.000 lượt xem. Đây là con số rất là bình thường đối với những video khác. Và tuy nhiên thì cái lượt like lại khá là nhiều, tới tận là 358.000 lượt like. Đó chỉ 3% lượt thích. Thứ tự video thứ hai là cái video về học tiếng Pháp này. 17.000 lượt xem, và video thứ ba ở đây là 16.000 lượt xem với video hướng dẫn là PMM mô phỏng động cơ đồng bộ 500 vĩnh cửu với sự hướng dẫn của phần mềm MATLAB và Simulink. Tương tự những phần mềm tiếp sau đây. Đó thì ở đây thì các bạn thì mình sẽ click vào phần số liệu phân tích ở đây. Thì các bạn có thể thấy là tổng quan về cái phân tích của mình ở đây trong thời gian vừa rồi, toàn bộ những cái phân tích như là doanh thu ước tính ở đây. Đó, về phần nội dung, về phần đối tượng người xem vân vân, về phần doanh thu. Ok, thì mình sẽ đi lần lượt về phần nội dung ở đây. Thì có video này, có short và có phát trực tiếp. Đó, ở đây là số hiển thị và cách chỉ số này tạo thời gian. Đây là phần đối tượng người xem. Đó có đối tượng người xem ở đây. Có Ấn Độ là nhiều nhất, sau đó Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Đức, vân vân. Ngôn ngữ như là không có phụ đề tiếng Anh, tiếng Việt vân vân. Thì đây là toàn bộ một cái giao diện của cái YouTube Studio phân tích ở đây. Mình sẽ đi vào cái phần doanh thu này đây. Đó thì như các bạn thấy là tháng 4 thì mình bắt đầu bật được kiếm tiền với doanh thu đầu tiên cao nhất luôn là 22 đô. Thế từ tháng 5 là 17 đô, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì đang diễn ra ở đây. Và tóm lại thì từ đầu năm giờ mình đã bật được 2, 4, 6 tháng bật được vào doanh thu mỗi ngày. Là rất là ít thôi các bạn ạ, rất là ít. Đó là tương tự nội dung kiếm tiền những video này, kiếm nhiều nhất. Các bạn sẽ click vào đây. Đó là video này thì sẽ kiếm được từ đây. Acid Marcel ở đây. Thì bên em Alusa vân vân ở đây, thì những doanh số ở đây, doanh số rất là bé luôn. Đó thì tổng toàn bộ còn lại ở đây mình sẽ click vào phần này. Đó thì các bạn sẽ, nếu mà các bạn muốn rút tiền thì các bạn sẽ liên kết cái tài khoản là GA Google AdSense của mình với cái kênh YouTube này, và các bạn sẽ, đây thì mình sẽ bật cho các bạn xem. Đó như các bạn thấy đây là cái tài khoản Google AdSense của mình đây. Sau khi các bạn đã có những cái thông tin xác minh vân vân vân, các bạn tạo tài khoản trên Google AdSense vân vân, xác minh thì mất 3-4 bước gì đấy, các bạn sẽ xác minh vào bạn. Thì tiền từ cái số liệu phân tích này đây, từng video một thì sẽ link với cả phần thông tin thanh toán này. Đó, và điều kiện là các bạn rút được tiền là mỗi tháng tổng số tiền đáng nhất là 100 đô. Đó, thì lớn hơn 100 đô thì các bạn sẽ rút được. Ví dụ như đây mình đang có là 111.28 đô. Đó, các bạn sẽ liên kết với cái tài khoản ngân hàng của mình. Đó thì sẽ rút được. Đây thì mình chưa rút bao giờ, mình sẽ thử rút trong tháng này để kiểm chứng. Đó, thì đó là một vài cái thông tin các bạn. Thì mình mong là các bạn sẽ
sẽ tiếp tục ủng hộ mình, và các bạn sẽ từ những video mình làm các bạn sẽ có một cái update đấy, thông tin gì mới đấy cho các bạn đó. Và mình cảm ơn các bạn rất là nhiều, và hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp sau.